Hoài Linh xuất hiện ở đền thờ tổ 100 tỷ, hậu im hơi lặng tiếng. Cận cảnh diện mạo đã thay đổi một điều. Những hình ảnh mới nhất về nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh sau phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Có thể thấy, diện mạo của nam nghệ sĩ đã có sự thay đổi so với thời gian trước đây. Chiều ngày 25 tây tháng 9, các nghệ sĩ Việt đã đồng loạt đăng ảnh tham dự ngày giỗ tổ ngành sân khấu. Theo thông lệ hàng năm, thì cứ đúng dịp 12 tháng 8 âm lịch, thì dàn sao Việt tề tựu diện trang phục trang nghiêm để bày tỏ lòng thành với nghề tổ. Đây không chỉ là ngày mà các nghệ sĩ thể hiện sự trân trọng biết ơn với công việc, mà còn là cơ hội để các thế hệ sau Việt đồng nghiệp gặp gỡ nhau để động viên và ôn lại nhiều kỷ niệm. Tại nhà thờ tổ 100 tỷ đồng do nghệ sĩ Hoài Linh xây dựng, năm nay đã tổ chức lễ giỗ tổ với quy mô vừa phải nhưng vẫn thu hút sự chú ý của người dân và sau Việt. Mặc dù vào ngày 26 tháng 9 mới diễn ra các nghi thức cúng giỗ, nhưng các nghệ sĩ như Nam Thư, Cát Phượng, vợ chồng Việt Hương, Hoài Phương, Ngọc Huyền đã có mặt để dâng hương và lễ vật. Nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện với áo dài đỏ truyền thống, thực hiện các nghi thức trong ngày lễ giỗ tổ sân khấu. Có thể thấy, nam nghệ sĩ đã có sự thay đổi khá nhiều về ngoại hình so với trước. Nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, với một ngoại hình tươi tắn khỏe khoắn hơn so với trước đây. Cụ thể, trong sự kiện ra mắt dự án kịch mới của nghệ sĩ Cát Phượng vào tháng 6 năm 2023, Hoài Linh bị cho là hốc hác gầy gộc với làn da đen sạm. Thời điểm đó, khi đề cập đến tình hình sức khỏe của mình với truyền thông, Hoài Linh tiết lộ rằng khỏe thì cũng không khỏe, mà mệt thì cũng không mệt, cứ dở dở ương ương vì cũng lớn tuổi rồi. Tuy nhiên hiện tại, nam nghệ sĩ xuất hiện với nụ cười rạng rỡ tươi tắn, cùng với làn da mịn màng và ngoại hình có da có thịt hơn. Điều này khiến nhiều người phỏng đoán nam nghệ sĩ đã ổn định tinh thần và sức khỏe đang tốt dần lên. Trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh từng tiết lộ sức khỏe không được tốt, bố mẹ đã làm tất cả cho chúng con. Những thứ hiện tại chúng con có được từ đầu óc thân thể tới những bản năng để chống chọi lại cuộc đời đều từ bố mẹ. Ngay cả căn bệnh con đang mang trong người cũng một nửa từ bố và một nửa từ mẹ. Chóng mặt, đau lưng, đau khớp là của mẹ, còn đau tim, đau bao tử là của bố. Con người con được chia ra từ bố và mẹ. Da trắng là của bố, đôi môi là của mẹ, con đều có. Thằng tin nó sướng hơn con nên da trắng hơn, con thì lam lũ nên đen hơn một chút. Con muốn nói những lời này với bố mẹ vì con không biết rằng anh em chúng con còn đứng trên sân khấu được bao lâu nữa để nhìn thấy bố mẹ ngồi và xem chúng con hát như thế này. Hiện tại dù đã quay trở lại biểu diễn, nhưng nam danh hài vẫn không thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Ngoài sự kiện ra mắt dự án kịch mới của nghệ sĩ Cát Phượng, Hoài Linh cũng gây chú ý xuất hiện khi MV Bartender của Dương Triệu Vũ chính thức lên sóng vào ngày 12 tây tháng 7. Trong MV này, nam nghệ sĩ lộ diện với tạo hình khác lạ, mang dáng dấp của một nhà khoa học lập dị. Đáng chú ý, trong một vài phân cảnh, nghệ sĩ Hoài Linh còn hóa thân thành công chúa và chờ đợi chàng trai Mario Đàm Vĩnh Hưng tới để giải cứu.